giờ đêm ngày 16 tháng 2 năm 2016, tại số nhà 70 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn khiến nhà cửa bị cháy rụi hoàn toàn, hàng trăm người dân hoảng loạn. Hiện trường xảy ra vụ cháy được xác định là ngôi nhà 3 tầng bao gồm quán bít, cà phê ở tầng 1 và tầng 2, tầng 3 là phòng hội thảo, các đồ vật trong nhà gần như bị cháy hoàn toàn. Theo đó, khi xảy ra cháy có khoảng 4 đến 5 người cùng làm việc tại đây, sau đó nghe thấy tiếng nổ khá lớn trên tầng 3 tòa nhà thì liền chạy lên tầng xem. Thấy khói bốc lên, mọi người tìm cách phá cửa để lên tầng, dùng bình cứu hỏa nhỏ để dập đống lửa và gọi điện báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy và đảm bảo an ninh khu vực. Chỉ sau khoảng 30 phút, đám cháy gần như được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, ngôi nhà này mới bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là ngày 13 tháng 2, tức mùng 6 Tết âm lịch. Bên trong tầng 1 và tầng 2, ngoài các vật dụng để pha chế đồ uống và cốc chén còn có bàn, ghế, đàn. Ở trên tầng 3 là phòng dùng hội thảo nên có nhiều bàn ghế cùng với máy tính, loa đài, âm ly, máy chiếu. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.